Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trà Vẹt quận 12 của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một bài về chủ đề chăm chim non nha các bạn. Thì có một số bạn thì mình nuôi chim non á, thì mình không biết cho con chim non nó ăn cái thức ăn gì. Nó thì hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn về thức ăn của các loại vẹt non. Thì vẹt non á, thì chủ yếu cái thức ăn của nó là các loại ngũ cốc xay nhỏ. Mình xay các loại ngũ cốc người ta rang chín lên, rồi người ta xay nhuyễn ra thành bột, rồi cộng với men tiêu hóa và vitamin. Và các loại rau củ hay gì đó nữa, người ta sẽ trộn lại thành lại thức ăn cho nó. Thì riêng mình á, thì mình đang cho các bé vẹt của mình ăn loại bột A21 hàng của Vesela gì đó. Mình tên tiếng Anh thì mình không có rành lắm, thì nó là loại Nutribus A21 thì mình chuyên dùng cho các bé vẹt của mình. Thì mình cho nó ăn thì mình cảm thấy cái sức khỏe con chim nó tốt, hệ tiêu hóa tốt, mau lớn, mập mạp, chim tốc độ lớn nhanh. Ngày kia thì mình ưa chuộng cái loại bột này. Thì ở trên loại bột, các loại bột ở trên thị trường á, thì nó cũng có rất là nhiều, nó có rất là nhiều loại các bạn. Như các loại bột nước ngoài thì nó cũng có nhiều loại, ở bên thị trường Việt Nam mình thì cũng có nhiều loại. Thì thị trường Việt Nam thì bột nó rẻ hơn của bên nước ngoài đó, nhưng mà mình thì mình xài lại bột nước ngoài. Tuy nó mắc nhưng mà nó đảm bảo, nó được gọi là có cái tính ổn định á. Thì cũng có một số bạn kiểu như hỏi mình là tại sao không tự làm bột, không tự làm bột rồi cho chim nó ăn để tiết kiệm chi phí này nọ trong quá trình chăn nuôi này kia, để tiết kiệm chi phí á. Thì thực ra thì mình cũng đã thử rồi các bạn, thì mình cũng nghiên cứu, mình cũng làm bột này kia nọ. Thì mình cho con chim nó ăn bột mình thì nó vẫn sống bình thường, nhưng mà mình thấy cái sức khỏe của nó không có đảm bảo các bạn. Thì con chim nó sẽ không có phát triển ok bằng mình cho ăn các loại bột nhập này kia. Tại vì các loại bột của các hãng nước ngoài thì người ta có nghiên cứu công thức định lượng này kia nọ, và cái tỷ lệ rang hạt hay này kia nọ thì người ta nó làm nó chính xác và nó mang tính ổn định hơn là mình tự làm. Đó, kiểu như các loại bột của mình, kiểu như của hãng Việt Nam hay là này kia nọ, thì cái tính ổn định nó không có cao. Như mình á thì mình làm rồi mình cho nó ăn, nó cũng sống này kia, nhưng mà mình thấy con chim nó ốm, mình thấy tội nó nên nó ốm, nên mình thấy ăn thì vẫn tiêu hóa bình thường, nhưng mình thấy nó ốm đó, nên mình chuyển rồi mình cho ăn các loại bột xịn luôn đó. Thì mình á thì do mình nuôi là mình nuôi chim giống, mình nuôi chim giống nên cái khoảng thời gian mà chăm chim non đó, nó là cái khoảng thời gian quyết định của sức khỏe của con chim. Cái con chim nó sau này nó có làm giống được hay không đó, thì nó định đoạt ở cái giai đoạn chim non đó các bạn. Thì nó cũng giống như cái cây vậy đó, cái bộ rễ nó chắc thì cái cây nó sẽ khỏe, nó sẽ sống được trường tồn hơn, nó chịu được mưa bơm bão đạn gì đó, mưa gió lũ lụt hả. Còn cái bộ rễ nó kém thì nó sẽ dễ bị chóc gốc rồi kia, nó dễ bị chết thôi đó. Thì con chim cũng vậy, thì cái giai đoạn chim non đó, nó là cái giai đoạn nền móng của con chim. Các bạn nuôi chim non làm giống đó, thì các bạn phải chăm cho nó ăn kỹ vô, các bạn đừng có tiếc tiền hay này kia nọ. Một khi đã tiếc rồi thì mình đừng có chơi chim giống, mình chơi mấy con chim dạt hay này kia nọ, mình đừng có nghĩ đến vấn đề sinh sản. Còn mình đã nghĩ đến vấn đề mà mình nuôi nó sinh sản để kiếm ra tiền cho mình này kia nọ, thì mình đầu tư cho nó nhiều vô.
mình phải cho nó ăn tốt vô à. Như mình á, tại vì mình đã thử rồi, mình đã thử rồi thì mình cho nó ăn, nhưng mà con chim mình cho nó ăn cái bột đó, mấy cái bột mà mình tự làm này kia, mình xay đậu này kia ăn thì nó vẫn sống, nhưng mà làm giống thì không có ok, làm giống thì nó kém lắm các bạn, nó dễ hư chim đó. Còn chim mà mình cho ăn lại bột tốt rồi á này kia, mình chăm sóc cái nó tốt ở cái giai đoạn chim non á, thì nó sẽ trở thành một con giống tốt giúp mình hái ra tiền à. Thì còn giữ như đa phần như mình á, thì mình cái quan niệm của mình á là mình nuôi chim kiểu như ai mua thì mình bán, còn không thì mình sẽ để lại làm giống, nên mình chăm con chim rất là kỹ, bởi vì nó biết đâu nó sẽ là cái con giống tương lai của mình nó, nên mình chăm con chim nó rất là kỹ, nên mình đầu tư cái thức ăn cho nó hơi nhiều chiếu một, cứ mỗi một lứa mình tốn vài thùng bột A21 lần, mình bán thì mình lời không có nhiêu đâu, mình cho nó ăn đồ ăn kinh lắm, thức ăn chim biết ăn thì đủ các loại hạt rồi trái cây, xuất phút trứng, rồi mình cho nó ăn mỗi ngày á, mình đầu tư về cái định lượng thức ăn cho nó rất là nhiều, để con chim nó có đầy đủ sức khỏe, để nó phát triển và nó thay lông tốt, để nhiều khi nó rút ngắn được cái giai đoạn sinh trưởng của con chim nữa. Còn đa phần thì một số bạn kiểu như họ đi mua đi bán lại á, kiểu như họ nhập chim về á, họ nhập chim về rồi họ bán á, thì họ sẽ không quan tâm tới sức khỏe con chim nhiều, kiểu như họ chỉ cần giữ con chim mấy ngày thì họ bán được thôi, còn con chim nào bệnh thì này kia thì họ thanh lý giá rẻ thì họ bán giá rẻ, ai mua rẻ thì mua, ai cứ mua thôi, cứ họ cứ nuôi xong rồi cứ vài ngày cái họ bán được hết à, tại vì họ chăm, họ mua, họ cho mấy ăn thức ăn đồ, nhiều khi họ xay bột này kia, họ xay ngũ cốc ra cho nó ăn, thì thật sự con chim nó ăn cái gì nó cũng sống các bạn, ăn gạo rồi mà xay ra uống nước gạo nó cũng sống nữa, con chim nó dễ sống lắm, nó giống như em bé mình vậy thôi à, em bé mình cho uống sữa hồng thọ hay kia, uống sữa mấy sữa bịch bình thường nó cũng bình thường rồi, nhưng mà nó sẽ không có phát triển hoàn hảo à, nó sẽ không có phát triển về trí thông minh hay là kia nọ, về các hệ thống cơ quan nội tạng của nó này kia nọ, nó sẽ không phát triển tốt đó. Thì con chim nó cũng vậy, mình cho ăn đồ ăn bình thường thì nó vẫn sống rồi à, ăn cơm ăn gạo này kia nọ, xay dầm bột thì nước cho nó thì nó cũng ăn, nó cũng sống rồi, nhưng mà nó sẽ ốm này kia nọ, rồi các quá trình để nó phát triển á, rồi các hệ thống sinh dục này kia nọ thì nó sẽ không có phát triển tốt, thì cái nhiều khi sau này nó lớn lên á, nó sẽ dễ bị bệnh hơn, bởi vì một cái sức khỏe của nó không phát triển được hoàn hảo. Nó thì nuôi chim thì nó cũng, nếu mà mình kỹ á, thì nó đơn giản lắm bạn, còn mình kiểu như cứ mình cứ suy nghĩ chắc lọc cái này chắc lọc cái kia, bớt cái này bớt cái nọ để tiết kiệm chi phí, thực ra các bạn bớt không được nhiều đâu, các bạn bớt vài đồng, nhưng mà khi con chim nó chết, các bạn nuôi con chim phải triệu bạc, rồi nó chết rồi các bạn mất nhiều, rồi các bạn tiếc 20-30 ngàn, nhưng mà khi nó chết rồi các bạn mất cả triệu bạc, thì tính ra các bạn đâu có tiết kiệm được bao nhiêu đâu đó. Còn mấy ông các bạn thôi coi mấy ông quảng cáo bột tùm lum tà le, nhưng mà thật ra mấy bạn thử coi mấy ổng nuôi có mấy con chim tiền triệu á, các bạn mấy ổng cho ăn chim mấy ổng ăn bột gì, mấy ổng cũng cho chim mấy ổng ăn bột xịn không mà chim tiền triệu, mấy ổng cũng cho ăn đồ xịn không mà mấy ổng đâu có cho ăn đồ tào lao không, còn nhưng mà chim á ổng bán, nhiều khi mấy ổng bán cho các bạn, mấy ổng đưa cho bạn các bạn kiểu như cái bột tặng cho các bạn á, để các bạn về chăm bán con chim tặng 2-3 lạng bột này kia, các bạn ổng đưa cho các bạn cái bịch bột xay hay là cái bịch bột tự làm hay là cái bịch bột của các hãng giá rẻ đó, thì cái đó là đồ tặng rồi, với lại đồ cho rồi về cho ăn nữa, ăn uống rồi này kia đầy đủ, đừng có cho ăn quá no còn mấy người bán á thì họ cho ăn rất là no, để làm gì, để cho nó mập ra mình thích mua nhồi nhét, cứ bơm nhét vô con chim để cho nó nhiều đồ ăn vô, để cho nó ăn nhiều vô, nhưng mà đến
vuốt mà nó cái bao tử nó giãn ra, thì kia tới lúc mà về tới mình thì kia mình chăm một thời gian này nọ mình cũng không biết, nhưng mình cứ cho nó ăn theo cái chế độ mà ổng nói ổng cho ăn mấy ống rồi này kia, mình cho ăn theo thời gian con chim nó hẹo liền à các bạn. Cái bao tử con chim nó cũng có một cái giới hạn nào đó, mình đâu có cho ăn nó nhiều quá cái mức định lượng nó được đâu. Thì những cái này thì mình nuôi á, thì mình qua mình tốn mình chết rất là nhiều chim, thì mình cũng phát hiện ra kiểu như cái định lượng yêu cầu của một con chim để cho mà nó phát triển tốt là bao nhiêu. Còn cứ nghe mấy ông đó như một con này là phải 3 ống 4 ống ăn rất là nhiều thì kia, về cho ăn theo thời gian ngẫm liền, ngẫm thì mình phải đi mua chim khác thôi, nhiều khi lại đi mua ổng nữa đó. Thì thôi video nó cũng dài rồi đó, thì mình chia sẻ cái vấn đề về bột á, bột cho chim á, thì các bạn cho con chim mà mình yêu thương á thì các bạn cứ cho nó ăn đồ tốt đi, thật sự mấy chục ngàn á nó không có bao nhiêu đâu. Các bạn chịu bỏ cả triệu bạc ra mua con chim, không lẽ mấy chục ngàn cho mua đồ ăn cho nó mà các bạn tiếc, đúng không đó này kia. Nên các bạn cứ cho nó ăn đồ tốt đi, rồi đừng có thấy người này tặng mua cái này tặng cái kia, rồi người ta cũng tính tiền ở trong đó là chẳng kia đâu. Rồi của các bạn biết bột đó là bột gì không, đúng không, tặng này kia đó. Dù như có người dù như mình nuôi nhiều thì mình hửi mùi là mình biết bột đó là bột gì, còn các bạn nuôi các bạn đâu có biết, có nhiều người họ mới chơi họ đâu có biết bột gì đâu, cứ nghĩ là bột nào cũng như bột nào, đâu phải đâu. Mỗi loại hãng, mỗi loại bột hãng này kia họ đều có một công thức riêng để họ nuôi kia, để họ bán, chứ nó đâu có kia đâu. Có nhiều hãng thì họ chuyên về gạo và bắp này kia, cái hãng thì họ chuyên trái cây rồi này kia cái nọ đó. Thì mình chim mình vẹt á thì mình cứ A21 cho vẹt non đó. Bởi vì nó được các y tế rồi bộ y tế rồi cái hiệp hội chăn nuôi động vật chăm nuôi vẹt này kia có giấy cấp chứng nhận này kia đàng hoàng đó, và cái độ ổn định của cái loại bột đó, nó rất là cao, bởi vì nó trường tồn mấy chục năm nay rồi các bạn đó, cái độ ổn định của nó cao. Còn cái mình mua mấy cái loại bột mình tự xay hay là những loại bột người ta xay này kia nọ người ta tự phát á, à, nhiều khi cái độ ổn định nó không có cao, lúc á thì họ thêm cái nguyên liệu này nhiều, lúc thì họ thêm cái nguyên liệu kia nhiều, rồi cái nguyên liệu nào lên giá thì họ cắt bớt này kia nọ, họ làm tùm lum hết rồi, chưa tính tới cái độ rang chín này kia, lúc á thì cái nó khét, nó làm khét, lúc thì nó làm chưa chín này kia luôn, là cái độ ổn định không có cao. Rồi cái bột mà ngũ cốc này kia nọ thì nó rất là dễ nở, mình cho mình mà không biết chăm mình nuôi nó một thời gian là nó bị ứ động, nó không có tiêu hóa hết là nó sẽ bị chết con chim thôi các bạn hả. Thì thôi nó cũng dài rồi, thì mình xin tạm biệt các bạn ở video này nha. Đó, thì các bạn muốn ủng hộ mình thì cứ cho mình xin một like với lại một đăng ký kênh để giúp cho cái kênh của mình ngày càng phát triển hơn nha các bạn. Rồi mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha các bạn.